Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thành Phát, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi các bị cáo. Nhóm bị cáo là các cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền khủng, Trước tòa, các bị cáo này đều khai họ là những người làm công ăn lương, không hưởng lợi vật chất từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo đó, các bị cáo đều được Nguyễn Ngọc Dương đã chết, cựu giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Peninsula tuyển dụng và bố trí làm việc tại các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Ngoài các công việc được giao theo hợp đồng lao động, Nguyễn Ngọc Dương còn chỉ đạo các bị cáo tìm thuê người đứng tên thành lập công ty ma nhằm vay vốn khống giải quỹ cho các khoản vay tại ngân hàng SCB của bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo đó, những cá nhân được nhóm này thuê phải cung cấp giấy tờ tùy thân, sau đó họ sẽ ký vào các giấy tờ A4 không có nội dung, được đánh dấu vị trí ký bằng bút chì. Mục đích ký khống là để lập hồ sơ rút, nộp và chuyển tiền giúp bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB. Các bị cáo khai làm việc không được hưởng lợi, chỉ được hưởng lương theo hợp đồng lao động. Từ năm 2016 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, các bị cáo Bùi Đức Khoa, Nguyễn Thị Khánh Vân, Trần Thị Kim Chi đã thuê 171 người điển hình. Bị cáo Bùi Đức Khoa đã tìm kiếm 96 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm Nguyễn Phương Anh để thành lập, sử dụng 77 công ty ma và 19 cá nhân đứng tên tài sản cổ phần, vốn góp tại các công ty thuộc hệ sinh thái Vàng Thành Phát đưa vào hợp thức 166 hồ sơ vay vốn khống để Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng SCB. Hành vi của Bùi Đức Khoa đã gây thiệt hại cho SCB hơn 154.800 tỷ đồng, Nguyễn Thị Khánh Vân gây thiệt hại hơn 40.300 tỷ đồng, Trần Thị Kim Chi hơn 37.500 tỷ đồng. Khi hội đồng xét xử hỏi đối với nhóm bị cáo Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh và Đặng Phương Hoài Tâm bị truy tố về tội tham ô tài sản. Ba bị cáo này bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan giải quỹ số tiền sau khi rút ra từ ngân hàng SCB để cắt đứt dòng tiền. Theo đó, Hồ Bửu Phương thừa nhận hành vi phạm tội. Phương làm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn VTP và công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan chỉ đạo giao nhiệm vụ phối hợp với văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn VTP Nguyễn Phương Anh và các cá nhân liên quan lên phương án giải quỹ Đối với số tiền đã được ngân hàng SCB giải ngân vào tài khoản các công ty thụ hưởng tiền theo phương án vay khống để Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích khác nhau. Để giải quỹ, Vương cùng các bị cáo khác lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống, trong đó các công ty ma được thụ hưởng tiền giải ngân hứa mua cổ phần của các cá nhân, được thuê đứng tên sở hữu cổ phần của công ty ma khác. Sau khi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần và chuyển tiền các cá nhân sẽ đến ngân hàng ký chứng từ rút tiền. Công ty thụ hưởng hứa mua cổ phần chỉ hạch toán vào một các khoản phải thu. Không làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cổ phần nên không phát sinh thuế, tránh việc bị cơ quan thuế, cơ quan thanh tra kiểm tra phát hiện sai phạm. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, thừa nhận hành vi phạm tội. Làm việc tại tập đoàn VTP từ năm 2009, từ năm 2018, Nguyễn Phương Anh được Trương Mỹ Lan giao nhiệm vụ quản lý điều hành các nhân viên trong công ty Sài Gòn Peninsula trong việc tìm người đứng tên đại diện pháp luật các công ty ma. Đứng tên cổ phần, đứng tên vay vốn, ký chứng từ rút, nộp tiền để tạo dựng hồ sơ vay vốn khống và rút tiền giải ngân tại ngân hàng SCB. Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm, trưởng văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn VTP cho biết mình không tham gia vào các phương án giải quỹ mà chỉ thực hiện nhiệm vụ theo dõi tài sản cho bà Lan. Bị cáo Tâm, phụ trách quản lý điều hành mọi hoạt động của văn phòng Hội đồng Quản trị, theo dõi tổng thể thông tin các công ty ma, cá nhân đứng tên khoản vay. Cổ đông, việc hứa chuyển nhượng cổ phần và tài sản của Trương Mỹ Lan và tập đoàn. Bị cáo này là đầu mối phối hợp với Nguyễn Phương Anh, các bộ phận khác thành lập công ty, thuê cá nhân đứng tên để sử dụng cho các hoạt động vay vốn rút tiền, che giấu dòng tiền của Trương Mỹ Lan. Bị cáo Tâm cũng cho biết, sau khi đọc cáo trạng thì mới biết hành vi của mình vô tình giúp sức cho bị cáo Lan. Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thành Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan Phần xét hỏi, bị cáo Trương Huệ Vân, 36 tuổi, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thành Phát, tổng giám đốc tập đoàn quản lý bất động sản Quinso, được hội đồng xét xử mời lên bục để xét hỏi. Bị cáo Trương Huệ Vân khai hành vi phạm tội đúng như cáo trạng nêu và cho biết là cháu gái ruột của bà Trương Mỹ Lan. Khai với hội đồng xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết bản thân sống lớn lên với bà Trương Mỹ Lan và thường gọi bà là mẹ. Theo đó, bị cáo Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan nuôi ăn học và cho làm việc tại tập đoàn bị cáo trương huệ vân cũng khai nhận bản thân biết bà trương mỹ lan là cổ đông lớn nhất của scb và thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo bên cạnh đó bản thân bị cáo trương huệ vân không ăn chia và có quan hệ tài sản với trương mỹ lan khi được hỏi có ý kiến trình bày gì thêm hay không thì bị cáo trương huệ vân hỏi có phải là lời nói sau cùng hay không và bật khóc nhẹ cho biết trương mỹ lan đã dạy cách làm người sau đó, chủ tòa giải thích cho bị cáo Trương Huệ Vân hiểu nội dung rõ mối quan hệ giữa bị cáo với Trương Mỹ Lan khác với hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Cáo trạng xác định Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân rút tiền từ ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 tài khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc hơn 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng. Do các khoản vay này có tài sản đảm bảo nên xác định Trung Hệ Vân đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, dư nợ gốc từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 là hơn 2.809 tỷ đồng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay hơn 1.720 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Sau giờ giải lao, chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản cho biết thời gian nghỉ trưa ngày 7 tháng 3 kéo dài hơn vì hội đồng xét xử nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan. Cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vàng Thành Phát bày tỏ nguyện vọng được khắc phục hậu quả. Theo đó, bị cáo Lan cho biết giao cho con gái Chu Duyệt Phấn và cháu trai đi thu hồi tài sản của bị cáo mà một số cá nhân đang nợ để dùng một phần khắc phục hậu quả vụ án. Chủ tòa phiên tòa cho biết, quan điểm của Hội đồng xét xử khuyến khích các bị cáo nộp tiền khắc phục hậu quả, nên nguyện vọng bị cáo Trương Mỹ Lan nêu trong đơn được chấp nhận. Chủ tòa nói thêm, nội dung đơn bị cáo chỉ viết chung chung những cá nhân thiếu nợ, bị cáo cần cung cấp đầy đủ danh sách những người thiếu nợ, số tài sản bị thiếu, địa chỉ cụ thể. Chủ tòa đề nghị luật sư của bị cáo tham mưu thêm cho bị cáo về vấn đề này. Đối với số tài sản nộp khắc phục vụ của án, hội đồng xét xử sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát, là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Trả lời câu hỏi của thẩm phán Phạm Lương Toản, tránh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chủ tọa phiên tòa, bị cáo Văn cho biết bản thân có 18 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, trong quá trình làm việc có quen biết với một số cán bộ SCB, làm việc ở Hà Nội 18 năm, sau đó vì hoàn cảnh gia đình nên ông Văn phải về thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2013, bị cáo Văn được bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB bị cáo trong vụ án tuyển vào làm việc tại ngân hàng SCB từ vị trí phó chủ tịch ủy ban chiến lược giúp hội đồng quản trị vạch ra chiến lược phát triển ngân hàng. 6 tháng sau, ông Văn được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc SCB rồi lên tổng giám đốc. Bổ nhiệm bị cáo làm tổng giám đốc của SCB thì bà Sương có xin ý kiến của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Văn nói. Khai với tòa, bị cáo Văn biết rõ hoạt động của SCB. Dù không có vị trí chính thức nhưng bà Lan có tiếng nói quyết định trong hoạt động của SCB. Bà Lan chỉ đạo tôi và anh Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bị cáo đang bị truy nã, thành lập các trung tâm kinh doanh để giải ngân các khoản vay của bà Lan. bị cáo Văn nói. trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc tất cả khoản vay liên quan đến Vạn Thịnh Phát có phải đều là giải ngân trước và hợp thức sau, ông Văn nói có nhiều hình thức có đúng có sai. trình bày với hội đồng xét xử, ông Văn nói mình lên làm tổng giám đốc lúc SCB sắp nhập từ ba ngân hàng, mình có kinh nghiệm nên sẽ giúp tái cơ cấu SCB. Ông Văn Khai thấy bà Lan rất tài năng, thấy khoản vay liên quan Vạn Thịnh Phát có tài sản đảm bảo, có niềm tin bà Lan sẽ giúp cho SCB vượt qua giai đoạn tái cơ cấu. Ông Văn thừa nhận, SCB trở thành công cụ để huy động tiền của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, bản thân bị cáo Văn không có hùn hạp, không có cổ phần gì trong SCB, mà chỉ muốn giúp SCB tái cơ cấu, chỉ ăn lương bình thường, chớ không có động cơ gì, làm việc với tư cách là người làm thuê. Tôi tin bà Trương Mỹ Lan căn cứ vào cách bà Lan đối xử với lãnh đạo SCB và cấp dưới rất quan tâm. Bà Lan đầu tư cho lĩnh vực bất động sản có chiến lược dài hơi. Tài sản đảm bảo là tài sản lớn có khả năng sinh lời. Tôi tin bà Lan sẽ đưa SCB vượt qua khó khăn, SCB mạnh hơn. Ông Văn Khai. Đến tháng 7 năm 2020 thì Võ Tấn Hoàng Văn xin nghỉ việc tại SCB. Theo hội đồng xét xử, mỗi khi cần tiền để sử dụng Trương Mỹ Lan sẽ gọi điện thoại trao đổi với Văn về việc rút tiền từ ngân hàng SCB thông qua khoản vay mà Lan đã có chủ trương chỉ đạo giải ngân tiền cho Lan sử dụng. Võ Tấn Hoàng Văn biết số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên các cá nhân, công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là để trả nợ cũ tại ngân hàng SCB, trả khoản vay ở ngân hàng khác, mua dự án mới, đầu tư vào dự án và sử dụng vào các mục đích khác của Trương Mỹ Lan. Việc sử dụng tiền đều không đúng với phương án vay vốn trong hồ sơ vay. Bị cáo Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo điều tra, bị cáo Dũng được bà Trương Mỹ Lan cho làm chủ tịch hội đồng quản trị SCB từ tháng 12 năm 2020. Bị cáo Dũng nhận chỉ đạo trực tiếp từ bà Lan nên biết rõ khoản vay nào của SCB, khoản vay nào của Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng SCB chỉ ký hợp thức hồ sơ thủ tục cho vay vốn để giải ngân rút tiền của SCB. Bị cáo Dũng cũng biết rõ ngân hàng SCB không hề thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm đến phương án vay vốn. Chính sự ngoan ngoãn này của bị cáo Dũng, ngoài tiền lương thưởng dịp lễ Tết, bị cáo còn được bà Trương Mỹ Lan thưởng thêm 500.000 cổ phiếu tương đương 5 tỷ đồng. Hành vi giúp sức tích cực này khiến bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB hơn 187.000 tỷ đồng. Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, hội đồng xét xử bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Trong phần công bố cáo trạng, ngoài nêu rõ hành vi phạm tội của 86 bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát còn thông tin về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với một số trường hợp. Trong quá trình điều tra truy tố, ngoài bị cáo Lan và 5 trường hợp đang bị truy nã, 80 bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo đã phối hợp tích cực hợp tác, giúp cơ quan tối tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án như Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh, Trương Huệ Vân, Dương Tấn Trước, Trần Hoàng Giang, Từ Văn Tuấn. Bên cạnh đó, các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền tài sản để khắc phục hậu quả. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái Lan, đã tự nguyện nộp hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, nộp 1 tỷ đồng. Bị cáo Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt, sau khi bị khởi tố đã trả lại cho ngân hàng SCB hơn 813 tỷ đồng bị cáo Dương Tấn trước cũng xin nộp lại hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan và nộp khắc phục thêm 52 tỷ đồng. Bị cáo Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan 5,2 triệu đô la Mỹ cũng đã tự nguyện nộp lại 4,8 triệu đô la Mỹ và 10 sổ tiết kiệm gửi ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Capella, bị cáo buộc chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo này hơn 657 tỷ đồng. Tiếp đó, gia đình bị cáo Trí tự nguyện nộp thêm 3,3 triệu đô la Mỹ. Cũng liên quan tới bị cáo Nguyễn Cao Trí, cuối chiều ngày 6 tháng 3, chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản đã chấp nhận cho bị cáo được ở lại trại giam. Khi nào cần trích xuất, bị cáo tới tòa. Hội đồng xét xử sẽ thông báo cho lực lượng dẫn giải. Chủ tọa Phạm Lương Toản giải thích, do hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Cao Trí độc lập với các bị cáo trong vụ án nên không nhất thiết ngày nào cũng dẫn giải tới tòa. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp trong số 80 bị cáo ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Trong đó, nhiều bị cáo được nêu từng có thành tích xuất sắc trong công tác, bị bệnh, sức khỏe yếu, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng, gia đình có công với cách mạng cũng được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, đại diện viện kiểm sát nhân dân đã công bố cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo. Ngoài ra trong cáo trạng cũng nêu việc phân hóa vai trò của nhiều cá nhân liên quan để không xử lý trách nhiệm hình sự với những người này. Cụ thể, theo cáo trạng, nhóm cán bộ cấp đơn vị chi nhánh cho vay, tái thẩm định cho vay, tham mưu cho ban giám đốc, cán bộ giúp việc cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát có tham gia trong hồ sơ vay vốn, không đảm bảo quy định, kiểm tra, kiểm soát hoạt động ngân hàng SCB và những người ở cấp đơn vị chi nhánh tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải ngân đối với các khoản vay của Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vàng Thịnh Phát, họ đều là những người lệ thuộc làm công ăn lương, không giữ chức vụ vị trí chủ chốt họ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo SCB. Trong đó cáo trạng có đề cập đến ba trường hợp là những người giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB, nhưng đã qua đời khi vụ án bị phanh phui nên không bị xem xét xử lý hình sự. Đó là trường hợp bà Nguyễn Phương Hát là phó tổng giám đốc và Nguyễn Tiến Tê là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB ông Nguyễn Ngọc Dê là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Peninsula thuộc hệ sinh thái Vàng Thịnh Phát. Cáo trạng có đề cập ba trường hợp liên quan đến vụ án đã qua đời. Đây là những người giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Cáo trạng xác định bà Nguyễn Phương Hát và ông Nguyễn Tiến Tê đã tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt cấp tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng thuộc tập đoàn Vàng Thịnh Phát vay vốn trái quy định pháp luật của ngân hàng SCB, hai người này bị xác định là đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng chiếm đoạt tiền trái phép của tổ chức tín dụng. Còn về trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Dê là tổng giám đốc công ty của phần tập đoàn Peninsula, trụ sở số 193-203, đường Trần Hương Đạo, phường Cô Giang, quận 1, bị cơ quan tố tụng chỉ rõ là đã tham gia vào quá trình chỉ đạo, tìm kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên pháp nhân sở hữu cổ phần, trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn hợp đồng thế chấp tài sản. Cơ quan tố tụng đã xác định ông Dê giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội. Xong, ông Nguyễn Ngọc Dê đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan, theo nguồn tin cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của 10 bị cáo đã nộp thêm gần 6,2 tỷ đồng để khắc phục cho vụ án. Cụ thể, gia đình bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, nộp 4,5 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Phan Tấn Trung, cựu phó tránh thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, nộp 546 triệu đồng. Nguyễn Thanh Tùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương nộp 500 triệu đồng. Gia đình bị cáo Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB và Cao Việt Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt cùng nộp mỗi bị cáo 200 triệu đồng. Bị cáo Bùi Nhân, cựu phó tổng giám đốc SCB nộp 70 triệu đồng. Bùi Đức Khoa, cựu phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land và Trần Hoàng Giang, cựu phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB, mỗi bị cáo nộp 50 triệu đồng. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên công ty cổ phần Natural Land, Lưu Trấn Nguyên, cựu giám đốc phòng giao dịch Bảy Hiền SCB, nộp mỗi bị cáo 30 triệu đồng. Trước đó, trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và 14,9 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ hơn 55,4 ngàn tỷ đồng, phong tỏa 42 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền hơn 1,8 ngàn tỷ đồng và 8,4 triệu đô la Mỹ. Tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường cho các thừa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Trương Huệ Vân cùng 6 bị can khác. Kê biên 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh ở tỉnh Quảng Ninh. Kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của Bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ Bà Lan kê biên 137 triệu cổ phần của 5 công ty và ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần của công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam. Kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân. Bên cạnh đó, trong giai đoạn điều tra, truy tố vụ Vạn Thịnh Phát đã thu giữ tổng cộng hơn 25.000 tỷ đồng và 5,3 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng và hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với nhóm đưa nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn, cơ quan điều tra thu giữ hơn 25 tỷ đồng, 5,3 triệu đô la Mỹ, 10 sổ tiết kiệm trên 10 tỷ đồng, hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vào cuối tháng 2 năm 2024, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất việc tiếp nhận vật chứng đợt 1 vụ Vạn Thịnh Phát gồm sổ tiết kiệm hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an. Trong vụ án trên, bà Lan đã xây dựng một đế chế với hơn 1.000 doanh nghiệp. Ngoài số tiền lớn, bà Lan còn chiếm giữ bất động sản và thuê 26 cá nhân đứng tên, chiếm 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Số tiền mà bà Lan và đồng phạm đã rút khỏi ngân hàng SCB bằng các hợp đồng vay vốn giả của các công ty ma là 1 triệu tỷ đồng riêng bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng.